Hello, xin chào mọi người. Rất vui được gặp lại mọi người trong livestream ngày hôm nay. Và ngày hôm nay thì chúng ta có một vị khách rất là đẹp trai và anh ấy vừa trải nghiệm cái dịch vụ hair shop tại DK. Và bây giờ chúng ta cùng trò chuyện với anh một lát nhé. Em chào anh. Anh có thể tự giới thiệu về bản thân mình cho người đang theo dõi livestream để biết không ạ? Mình tên là Trần Mộc Phương Trang. Mình xin được kính chúc mình đã sinh sống ở Sài Gòn. Vâng. Hơn một năm rồi. Vâng. Mình muốn tham gia mấy cái game show. Vâng, lý do vì sao anh lại lựa chọn đi cây ạ? Mình nghe thấy có người bạn xuất hiện tiếng Anh. Vâng, và bạn của mình là đã sử dụng dịch vụ tại đi cây đúng không ạ? Đúng rồi. Vâng. Cả Duyên cũng ở đây. Vâng, cảm ơn anh đã tin tưởng đi cây. Và bây giờ thì em xin mời ông Tuấn quay sát hơn một chút nữa để chúng ta có thể quan sát được cái cặp lông mày của anh nhé. Về phần cái tình trạng cũ lông mày của anh thì bị hơi bị thiếu hụt một chút ở phần đuôi, nên là anh đã quyết định là sử dụng công nghệ hair shop để thêm sợi cho cái lông mày của mình nó được hoàn chỉnh, hoàn thiện hơn, hoàn hảo hơn. Và bên cạnh đó thì sẽ tăng được cái sự nam tính cuốn hút trên khuôn mặt của anh. Và trong quá trình làm thì anh cảm thấy thế nào ạ? Thật ra rất thoải mái. Dạ vâng, anh có thấy nhanh chóng không? Nhanh gì? Anh có thấy nó nhanh không ạ? Nhanh có nhiều thời gian của mình không? Thật ra nhanh. Vâng, vậy anh có cảm thấy hài lòng với cái sản phẩm lông mày này của mình không ạ? Hài lòng. Vâng, cảm ơn chia sẻ của anh rất là nhiều. Và rất mong là anh sẽ giới thiệu cho bạn bè của mình đến để cùng trải nghiệm dịch vụ tuyệt vời tại DK nhé. Cảm ơn anh rất nhiều ạ. Cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream ạ. Xin chào mọi người.